Lắng lôi kinh khủng luôn các bạn ạ. Thế anh em tôi mới kết thúc thử thách các bạn ạ. Bây giờ là trên đường về. Thế lúc bắt đầu thử thách thì nước biển nó rất là cao, thì mình đi trên núi leo đèo lội xuống ấy, rất là cực các bạn ạ. Bây giờ nước biển thấp rồi, may quá các bạn ạ. Thì chúng tôi sẽ đi ven theo bờ biển nhé các bạn nhé. Đố các bạn biết cái bãi ven biển này là bãi ở đâu. Đấy, các bạn biết dưới các bạn bình luận nhé. Lắng lôi kinh khủng thật, các bạn nhìn mồ hôi này, giá rợi luôn. Thế anh em thì ai cũng vác một đống đồ các bạn ạ. Đằng trước là em Thắng với Sáng vác một đống đồ luôn. Đằng sau thì vẫn còn Bình với Phong nhá. Phong thì vẫn chưa tới xuất hiện. Đó. Chưa đi giày xong. Thì Phong mà rảnh ràng là tôi sẽ bỏ lại Phong ở đây nhá. Khá là lâu rồi không ra clip các bạn ạ. Thế đây là kiểu giống như một clip hậu trường ấy. Các bạn ạ. Cái bãi đá này. Cái bãi đá này mà làm gì thử thách ở đây thì thôi rồi luôn các bạn ạ. Nhưng mà bãi đá này là nếu mà các bạn không đi giày đi dép là những con hàu này các bạn này rất là sắc nhá. Nó sẽ cứa chân cứa tay các bạn bất cứ lúc nào các bạn ạ. Đây là có cái bè này các bạn ạ. Bè tre này chắc là người ta làm cú rồi, lâu rồi người ta bỏ trôi dạt vào bờ đây luôn. Phong ơi, em ít đồ đấy, sao em đi chậm thế? Em ơi, lần đầu tiên đi cắm trại ngoài ven biển này em thấy thế nào? Anh ơi, mệt lắm nhưng mà vui, tuyệt vời. Toát hết mồ hôi luôn các bạn. Toát hết mồ hôi mà. Lại còn mà... mặc áo lắng sợ đen, mặc áo lắng che kín người luôn. Nó càng lắng thêm các bạn ạ. Tôi thì các bạn biết rồi đấy, chuyên quần đùi với áo cộc. Thôi các bạn đi thôi. Sáng bỏ cách khá là xa rồi các bạn ạ. Về đi ba em con ơi. Em ơi, em có tiền không mà bảo về đi ba. Cắm xe dương. Phong ơi, đừng nói linh tinh. Phong à, đã rủ anh em đi ba không có tiền cắm xe giếng làm gì. Đấy, các bạn thấy anh em chúng tôi làm ra một cái clip, thấy các bạn thấy thế nào? Mồ hôi mồ kê nhớ nhại luôn. Thì mấy cây số rồi. Thì không phải là chúng tôi kể lể đâu nhá. Đấy là chúng tôi chỉ chia sẻ cho các bạn như thế thôi. Các bạn yêu quý anh em chúng tôi thì các bạn hãy share video để cho mọi người khác cùng xem cùng nhá. Xách nhiều đồ quá bị mọi người bỏ lại đằng sau rồi các bạn ơi. Ở dưới đây là biển, các bạn nhìn thấy ra kia là núi đá hùng vĩ không? Cái sau lưng tôi thì lại là rừng à. Đấy các bạn ơi. Quá là đẹp luôn. Nhưng mà rừng này chắc là không có gì các bạn ơi. Rừng này vẫn là rừng người ta trồng toàn trồng keo thôi các bạn ạ. Kể nếu mà rừng gọi là rừng nguyên thủy hay là rừng nguyên sinh ấy, thì sẽ lên trên đấy kiếm thêm có gì ăn không. Nhưng mà đây toàn là rừng keo, người ta trồng thì chỉ có keo thôi các bạn ạ. Keo hình như là không ăn được sao ấy. Phong ơi, tay nhẹ đấy, cầm cho ai xách cho anh một cái đi. Đấy, anh xách một cái. Ôi các bạn ạ. May quá, đưa cho Phong xách được một cái thì tôi chỉ còn xách cái thùng đá này thôi. Ở đây là có những cái lỗ này các bạn ơi. Những cái lỗ này là mà của con cua, con cái, giống như mà cua mà tôi thường ra đồng bắt đấy. Đây cái mà này nó mới phá ra này. Giờ tôi sẽ móc lên xem có con cua hay con cái gì ở dưới đấy không nhá các bạn nhá. Ui, sâu phết các bạn ạ. Ui, ngách nó đi linh tinh các bạn ơi. Sâu lắm các bạn ơi. Tưởng là cái mà cua nhưng mà
mò mãi không thấy. À đây, đây có một con nhỏ xíu này. Nhỏ xíu nhưng mà tôi bắt ở trên bờ chứ không phải đào ở dưới hang đấy. Đấy, con cua con cái này. Rồi các bạn ơi, đi rồi, mọi người bỏ lại tôi phía sau đây rồi. Sáng á, cho anh con gì? À, cho anh con cái khổng lồ. Đây không phải con cái có bao giờ càng nó to như thế này. Ai biết con gì. Con này ăn ngon phết, bữa em nướng rồi. Ok các bạn ơi, sáng bắt được con đây rồi. Không, đây không phải con cái không bao giờ càng to thế này. Các bạn ơi, thì chỉ có một con đấy thôi thì tôi đã thả nó rồi các bạn ơi. Thả nó để cho nó sống các bạn ơi. Chứ một con không làm gì hết. Các bạn ơi, lún đất lún cát luôn. Đi bẩn hết giày rồi. Các bạn à, đi dưới đường biển này thì nó đỡ hơn rất là nhiều. Anh em chúng tôi mới đi được nửa đường thôi các bạn ạ. Không đủ sức để đi một hơi ra lên chỗ để xe luôn các bạn ạ. Bây giờ phải nghỉ ngơi. Mồ hôi mồ kê ai đấy này. Sao em ơi, vua leo núi ở trong rừng ra mà cảm thấy có mệt không? Mệt lắm ạ. Thường em đi đi tay không, bây giờ đi thêm cái lều với cái ba lô nữa. Phong đây là đẳng cấp nhất các bạn ạ. Phong mệt lắm anh ạ. Không có gì để nói ngoài từ mệt luôn các bạn ạ. Thì anh em chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một tí rồi lại đi. Hơi mệt. Không phải hơi mệt mà là siêu mệt luôn. Quá mệt luôn chứ hơi thì sáng mạnh thế. Sáng vẫn khỏe sáng mà chỉ có hơi mệt thôi các bạn ạ. Thôi nãy đi thôi, cái cồn cát trắng là đi lên kia luôn. Em ơi bây giờ phải đi vòng lối này, không đi ra kia lún là không đi được đâu. Thẳng đây đi thẳng xuống dưới này, như thế là đúng bài rồi. Đi vòng bên dưới bờ biển, sát bờ biển mà đi thôi. Hết đi ở ngoài biển rồi các bạn ơi. Giờ phải leo rừng nữa nè. Kinh khủng thật. Đây mới tối mới sáng các bạn ạ. Còn mấy thằng kia không thấy đâu. Cũng ngay đây thôi các bạn ạ. Cố lên mấy thằng ơi. Sắp về đến đích rồi. Cái video này các bạn độc thấy mồ hôi của anh em chúng tôi thôi, chứ không thấy cái ý nghĩa gì ở trong video này hết các bạn ạ. Video này là coi như video anh em chúng tôi đi tập thể dục cho nó khỏe người. Đây vừa là đường mòn, vừa là cái chỗ nước mưa nó chảy xuống, nó xói mòn cái đường này. Hay các bạn nhìn thấy không? Đấy, đường rất là khó đi luôn. Nhưng mà may vào trong đây thì hai bên nó có rừng cây, nó mát rồi các bạn ạ. Chứ vừa lấy đi ở ngoài rìa biển kia, nó không phải trèo nhưng mà nó rất là lắng. Mát thì mát nhưng mà chúng tôi đi này vẫn mất sức các bạn ơi. Mồ hôi vẫn mồ kê, vẫn nhễ nhại luôn. Hơn mưa luôn các bạn ạ. Tay các bạn ơi, tay này. Mấy thằng ơi, có cần nghỉ chặng lứa không hay đi luôn? Cố lên anh em. Cố lên nếu các bạn ơi, hơi mệt rồi, thấy hơi ẻo lả. Nhưng mà căn bản là anh em chúng tôi mệt rồi các bạn ạ. Nếu mà anh em chúng tôi không mệt thì anh em chúng tôi rất là sung. Cố lên, sắp đến đích rồi. Hôm qua đi thì cây này chưa đổ các bạn ạ. Bây giờ đổ rồi. Lốt mới chặt, chứng tỏ ở đây là vẫn có người đi lại nhá. Người ta chặt, người ta dẹp đường để người ta đi đấy các bạn. Hết sức rồi. Em ơi, khỏe mà. Để các khác cũng đi vòng vào qua lại ấy. Mày điên à, cái này là hôm qua anh em mình đi qua rồi. Đi qua ấy đi ấy. Được, khang được em ơi. Đang bảo anh em chúng tôi lạc đường rồi. Em ơi, lạc thật. Em ơi, đừng bao giờ lại đi vòng à. Vòng rồi. Thôi nghỉ tí. Rồi. Đã có một thành viên đã xin nghỉ tí rồi các bạn ơi. Cái này đi giống đi quay lại đường qua, em qua đi đường này này. Phong ơi, không phải, đường này đi ra là đúng rồi. Rồi, để anh sẽ là người dẫn đường cho chúng anh nhá. Các bạn. Rồi. Kệ cho ai nghỉ thì nghỉ, ai đi để đi các bạn ơi. Căn bản là nếu tôi nhớ không nhầm ra đến đây là gần ra đến đường to rồi. Phong thì vẫn khẳng định là đang đi lạc. Cái đoạn đường mòn này thì ra tới đoạn này là chỉ có duy nhất một đường thôi, cho nên là không sợ lạc nữa các bạn ạ. Cứ đi theo cái đường này là chắc chắn là sẽ ra tới ô tô. Hy vọng là thế các bạn ơi. Chứ nếu mà như Phong bảo là lại đi ngược vào trong chốc lại đi quay lại thì thôi luôn các bạn ơi. Nhầm nhau ấy. Sáng ơi,
Đừng là ai buồn cười, không nhầm được. Nhầm làm sao được đây, anh nhìn thấy đường lớn ngoài kia rồi kìa. Đúng không? Đường lớn bê tông ngoài kia rồi kìa. Đường dốc thế này, kinh khủng luôn các bạn ạ. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn nhìn thấy đường nhựa ở kia chưa? Vậy là chúng tôi đã nhìn thấy ánh sáng nhá. Đã nhìn thấy ánh sáng sau đường hầm các bạn ơi. Mừng quá. Cái cột điện, cái đường nhựa kìa các bạn ơi. Vậy là anh em tôi cuối cùng cũng sắp về đến đích rồi các bạn ơi. Thì chỉ còn 100m, hơn 100m nữa là về đến đích thôi các bạn ơi. Thì về thấy đích đi cái là thấy động lực mình đi nhanh chân hẳn lên các bạn ạ. Vừa lấy chưa nhìn thấy đích, cứ đi lờ mờ. Nhưng mà giờ thấy đích rồi các bạn ơi. Thắng mấy sáng này, đi bước chân rất là nhanh nhá. Đấy các bạn ơi, đường to kia. Xe ô tô kia các bạn ơi, ô tô ở đây không nhìn thấy được các bạn ạ. Phải ra kia mới nhìn thấy được ô tô. Mừng quá các bạn ạ. Cuối cùng thì cũng ra tới đường lớn nhưng mà kiệt sức rồi. Nhưng mà để có tiếp thêm sức lực, bây giờ ai ra tới ô tô trước em cho 500.000. Em ơi, thế thì chỉ ba anh em mình thôi, Phong mới ấy có thấy đâu. Các bạn ơi, giờ ai ra ô tô trước sáng cho 500.000 chạy nhá. Bên đây kia kìa. Tôi đã là người vượt lên dẫn đầu. Ô tô ở đằng sau cái cây xanh xanh ở cột điện nghe kìa. Nhưng mà hết sức chạy. Bình với Phong ui. Cái này không zoom được sáng rồi. Giờ mới đang ở trên dốc kia mà. Tôi đang cầm GoPro thì không zoom được các bạn ạ. Bình với Phong chắc phải còn 300m nữa mới tới. Tăng tốc rồi, các bạn thấy đít ô tô rồi. Tăng tốc lại, đang tăng tốc rồi. Các bạn ơi. Vậy là tôi chạy ô tô trước nhá. Chưa, anh còn chưa chạm. Là anh chạm rồi. Đây mở cốt luôn. Đây là chìa khóa nó mở. Em chạm ô tô trước. Các bạn ơi, ô tô chúng tôi gửi đây từ chiều hôm qua này. Giờ chúng tôi sẽ xuống giờ đấy xin lại ô tô nhá. Anh em lên quay về thì giờ mới ăn các bạn ạ. Thì cái khúc này là tôi sẽ gắn vào cái khúc leo núi nhá các bạn nhá. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ ăn bún đậu mắm tôm các bạn ạ. Một suất nhiều ăn đến này nó quá đủ lăng không hết được. Đấy, suất nào như suất đấy, đậu, thịt rồi chả chứ các thứ. Mời các bạn ăn nhá. Mời các bạn ăn nhá. Ok, mời các bạn ăn. Đây là em đặt thì mới được suất khổng lồ như này đấy anh ạ. Suất là nhiều. Là mấy nghìn. Là mấy nghìn ạ? Mẹ hết á. Không, 40 cái này. 4 nhân 5 bên nhớ. 20 à? 45 nghìn. Nhau ăn những đậu bóng tôm ngon các bạn không? Đậu ngon mà bên ngoài kể bên trong mềm xốp. Đúng rồi. Ngon hết. Sáng mua cho bún đậu bóng tôm này là quán khá nổi tiếng Bắc Linh các bạn ạ. Không, không nổi tiếng. Quán là mình nơi trên không nổi tiếng. Quán nổi tiếng ở xa xa luôn. Không, anh cũng ăn ở đây mà. Chị Bình với anh Hiệp đó, cũng hay ăn ở đây. Thế là quán quá người ta bút quả cá như nào? À, quá này. Đang quay. Ok, em tắm à? Cảm ơn em ạ. Vào luôn bên đây. Ăn luôn đi em ơi. Nhớ, tao ăn một ngang luôn luôn. Tôi phải làm anh nhường các em ngồi trong.
Em mới đi về ăn luôn là mình tranh thủ tắm bây giờ nó xuống. Đấy, đây đấy, vừa đây em ạ. Mình chấm lên phong bắp chanh kìa. Anh ấy chấm chung bên đây bắp hả? Đang quay cây con ạ. Anh quay một tí là anh cắn là cái cần nhíp nhâm muối kìa luôn. Lâu không ăn bún đậu rồi. Hôm nay ăn bún đậu, bún đậu ngon. Chắc phải 2 tháng rồi tôi chưa ăn bún đậu. Thắng lần đầu tiên ăn bún đậu mắm tôm ở Bắc Ninh cảm thấy thế nào Thắng ạ? Ngon. Bình ăn bún đậu mắm tôm ở Bắc Ninh lần nào chưa? Em chưa. Ở đây cũng là lần đầu tiên. Nghi lắm, nghi như thế này. Chỗ em ăn bún đậu á, thường là có bánh tráng cuốn. Chỗ này khá là nhiều thịt luôn. Bún đậu ở chỗ em có những món gì? Kiểu chả này á, heo, cá hủ, bún, cá hủ, bún, nói thêm đấy. Có lòng không? Đây đúng rồi, cái này có này á. Có lá lòng. Rồi. Rồi. Rồi, cái này có này rồi. Từ lạc. Dân nó cũng như nhau à? Cách ăn nó khác nhau rồi đúng không? Đúng rồi. Cái miếng cái dồi này ăn béo, à cái miếng nằm này nằm già ăn béo béo không? Ui. Anh ở nhà có mua lá không em? Không, mình còn đâu. Ăn hết suất là ngon luôn các bạn. Như tôi bảo ban đầu đấy, tôi chỉ quay mấy phút để gắn vào cái kia cho đủ dài thôi các bạn. Thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ tắt máy để ăn cho thoải mái luôn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip, mặc dù clip không hay. Bye bye các bạn.